Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau phần bản tin với các hoạt động công tác dân tộc trong tuần qua, sẽ là phóng sự Phát triển cây hồi ở Thạch An do nhóm phóng viên phòng dân tộc thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024-2023. Các cấp các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ngày càng được ổn định, từng bước cải thiện nâng cao tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%. Một số tỉnh ước tỷ lệ nghèo năm 2023 giảm nhanh như An Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, Cao Bằng giảm trên 4%. Thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế của chính phủ và thực hiện đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các chương trình dự án khác đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Năm 2024, Ủy ban dân tộc tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt, chuyển biến cơ bản về tiến độ, chất lượng 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hạ Lang phối hợp với chi nhánh Agribank huyện vừa tổ chức trao 450 triệu đồng cho 10 hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng do nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tỉnh Cao Bằng tài trợ để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Các ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cấp 4, tường xây bằng gạch, mái lợp tôn, đảm bảo ba cứng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, nhà tài trợ Thủy Anh Beauty vừa tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho 77 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa. Tổng giá trị quà tặng 38 triệu đồng do đoàn viên công đoàn chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quyên góp để thực hiện chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Nhà tài trợ Thủy Anh Beauty, thành phố Hà Nội đã tặng 88 chăn nấm cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Đại Sơn. Nhân dịp này, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao quà của cá nhân đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh cho tập thể Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Sơn. Đoàn công tác mong các hộ nghèo và gia đình chính sách tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập. Chúc các hộ gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 799 Quân khu 1 vừa tổ chức bàn giao con giống, vật tư cho 60 hộ dân tại xóm Tà Sáy, Phia Phong, Cáp Cán, Xà Phìn, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ 30 con bò sinh sản và 62 lợn đen sinh sản, bao gồm cả tài liệu kỹ thuật chăn nuôi, vật tư, thuốc phòng bệnh gia súc. Hoạt động thuộc tiểu dự án 3, hỗ trợ các dự án mô hình chăn nuôi và trồng trọt thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2030 tại ba huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng giai đoạn 1. Theo kế hoạch, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 799 Quân khu 1 sẽ tiếp tục cấp 101 con bò giống cho nhân dân các xã Khánh Xuân, Thượng Hà, Cô Ba, Cốc Bàng. Tổng nguồn kinh phí thực hiện dự án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bảo Lạc với trên 3,8 tỷ đồng. Tại buổi lễ bàn giao, các hộ cam kết chăn nuôi đúng kỹ thuật, duy trì và phát triển nguồn vốn trong vòng ít nhất 5 năm, không được tự ý bán, trao đổi, giết thịt con giống. Thưa quý vị và các bạn, cây hồi được người dân ở huyện Thạch An trồng cách đây nhiều năm với diện tích lớn. Đây là cây trồng chủ lực đã giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Nhưng để cây hồi có được sự bền vững, tránh tình trạng được mùa mất giá hay được giá mất mùa, các ngành chức năng của huyện Thạch An và người trồng đang nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, liên kết tiêu thụ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Vào mùa thu hái hồi chính vụ khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm, đến với mỗi thôn bản, mỗi ngọn đồi có rừng hồi đều thoang thoảng hương hồi nồng nàn, trầm ấm, xen lẫn trong làn gió thổi. Những năm gần đây, việc tiêu thụ hoa hồi diễn ra thuận lợi. Người dân thu hoạch đến đâu là bán hết đến đó, chủ yếu bán cho các điểm thu mua hoặc mang ra chợ phiên bán cho các tư thương.
giá hoa hồi mấy năm nay tương đối ổn định. Đối với hoa hồi khô có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng 1 kg. Giá hoa hồi tươi dao động từ 35 đến 45.000 đồng 1 kg. Tuy cây hồi mang lại giá trị kinh tế cao là vậy, nhưng lâu nay, người trồng cây chưa biết cách chăm sóc cây theo khoa học kỹ thuật. Cây phát triển tự nhiên nên hồi chỉ khai thác khoảng hơn 10 năm đã bắt đầu thoái hóa, già cỗi. Do vậy, năng suất và chất lượng sản phẩm không cao, không ổn định. Nhà mình thì có 2 ha này, 2 ha. Hồi thì vừa mới trồng với lại một số thì trồng từ mấy chục năm trước của các ông ba trồng được. Năm nay thì lại giá cả thì lại cũng tương đối nhưng mà lại mất mùa. Không sai như mọi năm. Có ở đây thì cũng thấy vừa bị sâu bệnh, kiểu vừa vàng lá xong nó rụng lá xong còn chết cây nữa. Bị như là bị nấm à. Bây giờ mong muốn thì có cái thuốc nào để nó diệt được nấm, có thuốc phun ấy, để cho nó tốt hơn, để cho nó được năng suất. Ngay khi đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng được ban hành, huyện Thạch An cụ thể hóa thành chương trình số 02 TTRHU ngày 5 tháng 8 năm 2020 về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025. Trong đó, cây hồi là cây chủ lực. Là một trong các xã có diện tích hồi lớn nhất trên địa bàn huyện, thực hiện chương trình trọng tâm kinh tế mũi nhọn của huyện, xã Lê Lai đã xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện phát triển cây hồi, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Thì chúng tôi cũng đã có định hướng là vận động tuyên truyền và triển khai thực hiện là cái chăm sóc với cây lê. Về phía cây hồi thì cũng là vận động tuyên truyền triển khai thực hiện là trồng những thêm những cái diện tích và bảo vệ chăm sóc những cái diện tích đã cho thu hoạch thì sẽ cho cái thu nhập nó phục vụ cho cái nâng cao cái đời sống vật chất cho bà con. Công tác mở rộng diện tích thì xã cũng đã định hướng chỉ đạo và tuyên truyền vận động bà con để kết hợp với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên thì trong cái năm 2023 thì do cái điều kiện thời tiết thì cái sản lượng cái hồi ấy thì ở mức độ là thu nhập nó cũng ở mức độ trung bình thì cũng giúp cho bà con là có thu nhập, nhưng mà tuy nhiên thì chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Hiện nay Thạch An là huyện có diện tích trồng cây hồi lớn nhất tỉnh Cao Bằng. Đến hết năm 2023, trồng được 2.900 hectare, tập trung tại các xã Vân Trình, Đức Xuân, Lê Lai, Thụy Hùng, Đức Long, Quang Trọng, thị trấn Đông Khê. Thu hoạch hàng năm khoảng 3.200 tấn sản lượng hồi tươi. Với diện tích đó, cây hồi đem lại tổng giá trị kinh tế khoảng 120 tỷ đồng cho người dân. Để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra, huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phát triển nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi giá trị hàng nông sản, đặc biệt quan tâm hỗ trợ việc liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp và người dân. Thực hiện các đề tài, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, đăng ký đặt hàng với Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ, lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn và kế hoạch những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ kết nối, liên kết nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Tôi đã có chỉ đạo rất là sát sao và để mà trồng cái vùng quế hồi hữu cơ, và chúng tôi đã có liên kết với lại cái công ty Đai Tre để lập thủ tục hồ sơ để và cũng đã được cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ đối với cây thạch cây quế và cây hồi. Do là qua để xuất sang các nước Nhật, Mỹ và châu Âu.
thế nên mang lại cái giá trị kinh tế là rất là cao. Nên là về cây quế và cây ngồi, còn các cây trồng khác thì là ngoài những cái ăn lương thực, cây trồng chính như lúa và ngô, chúng tôi đưa những cái giống cây mà có năng suất cao, có giá trị lớn để vào để bà con nhân dân sản xuất. Và đến thời điểm này là cái năng suất, sản lượng cũng như là giá trị đạt được bà con rất là phấn khởi. Trong cái đề án nông nghiệp thông minh của huyện, Thạch An xác định hồi là một trong những cây trồng lâm nghiệp chủ lực của huyện, giúp người dân nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. Huyện đang từng bước nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững loại cây đặc sản này, góp phần khẳng định thương hiệu của hoa hồi Thạch An nói riêng và của Cao Bằng nói chung. Thưa quý vị, đến đây chuyên mục dân tộc và phát triển tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.